À, bây giờ Dương sẽ phân tích số sim của anh Thắng Trịnh trước nha. Bằng kinh dịch thì trước khi mà phân tích ấy, thì Dương cũng chia sẻ với các bạn luôn. Kinh dịch là cái mà chúng ta hay đi chùa mà chúng ta lắc 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 chúng ta xin xăm đó các bạn. Nó tương tự kiểu như vậy. Kinh dịch nó lấy từ bát quái, được chưa ạ? Bát quái thì nó gồm 8 đơn quái: nhất khảm, nhì khôn, tam chấn, tứ tốn, ngũ trung, lục càn, thất đoài, bát cấn, cửu ly. Ngũ trung có nghĩa là trung cung đó, còn lại là chúng ta có bát quái tượng trưng cho 8 hướng, chẳng hạn như là nhất khảm là hướng bắc, nhì khôn là hướng tây nam, tam chấn là hướng đông, tứ tốn là hướng đông nam, ngũ trung thì nam khôn nữ cấn, tức là chuyển thành một cái cung khác tại vì nó là trung cung nha các bạn, nó ở giữa. Lục càn thất đoài, đoài là hướng tây, bát cấn là hướng đông bắc, cửu ly là hướng nam, tượng trưng cho 8 hướng đó các bạn. Thường ở nhà mình hay treo cái gương bát quái là nó tượng trưng cho 8 hướng và nó để cho những cái thứ mà nó không tốt không có đến với chúng ta các bạn đó, được chưa ạ? Thì kinh dịch nó là từ bát quái mà ra, tức là 8 đơn quái này chồng lên nhau, 8 lần 8 64 thì nó sẽ ra được là 64 quẻ, được chưa ạ? Và từ 64 quẻ đó thì chúng ta sẽ phân tích ra được mọi thứ. Và kinh dịch nó là tiên thiên, tức là trước khi chúng ta sinh ra là nó đã có rồi. Phong thủy nó là hậu thiên, tức là khi chúng ta sinh ra rồi chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta sẽ áp dụng phong thủy, được chưa ạ? Giống như người ta nói là thay đổi vận mệnh á, mệnh là tiên thiên là không thể thay đổi, còn vận là hậu thiên là chúng ta có thể thay đổi. Như lấy một ví dụ chẳng hạn như một người sinh ra họ bị giống như kiểu là họ bị tàn tật, họ không sức khỏe của họ không tốt chẳng hạn như vậy, và họ không sống được như một người bình thường, phát triển bình thường như chúng ta, đó là tiên thiên. Nhưng trong quá trình họ sống 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, hoặc là bác sĩ nói là họ không sống được quá 10 năm đi chẳng hạn, từ lúc sinh ra, nhưng họ ý thức được và họ có ý chí sống, họ ăn uống đúng, tức là họ ăn uống không quá ăn quá nhiều chất độc hại nè, họ ăn uống rất là thanh tịnh nè, họ ngủ đúng giờ, họ ăn đúng giờ, họ làm việc rất là bài bản và có quy củ và họ rất là chú ý sức khỏe, thì có thể không phải là tuổi thọ của họ là 10 năm mà họ có thể sống lên 30 năm, 40 năm, 50 năm chẳng hạn đó. Còn nếu có những người họ sinh ra có tất cả mọi thứ, họ là người khỏe mạnh, họ thông minh, họ giỏi giang, nhưng trong quá trình sống của họ đó thì họ giống như là dùng những cái chất mà nó không tốt cho sức khỏe, họ ăn nhậu quá đà, họ thức khuya, họ hút thuốc, kiểu kiểu như vậy các bạn, và họ không chú ý sức khỏe thì có thể là họ sẽ không sống được thọ giống như người khác và sức khỏe của họ sẽ xuống dốc, và có thể là họ không phát triển được trí não giống như là tiên thiên mà lúc họ sinh ra họ đã được những thứ đó, tức là họ không trân trọng cơ thể của họ và cuộc sống của họ thì họ có thể ra đi sớm đó các bạn đó, được chưa ạ? Người ta nói là thay vận đổi mệnh á, mệnh là tiên thiên, là chúng ta sinh ra là đã như thế rồi, tại sao chúng ta không sinh ra vào giờ khác, ngày khác, tháng khác, tại sao cha mẹ chúng ta không đặt chúng ta tên khác mà lại là ngày đó, giờ đó, tháng đó, năm đó và là tên đó, được chưa ạ? Còn nếu chúng ta muốn thay đổi cuộc sống của chúng ta tốt hơn, tích cực hơn á, thì phong thủy là hậu thiên có thể giúp chúng ta cải vận được nha các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem sẽ phân tích sim mà chúng ta đang dùng, mà các bạn đang dùng á, bằng kinh dịch. Nếu chúng ta nắm được kinh dịch là chúng ta đã biết được rất nhiều thứ rồi đó các bạn, nó rất là tuyệt vời. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu về kinh dịch thì có thể liên hệ với Dương nha. Dương chuyên đào tạo về phong thủy ứng dụng và có thể đi làm được luôn sau khi mà các bạn học mấy ngày thôi, và các bạn văn ôn võ luyện sau đó các bạn rèn luyện mỗi ngày là các bạn có thể làm được nha.